Vâng, xin chào mọi người, chào mừng các trở lại trên cái cửa xưa. Hôm nay lên ba cái củ mộc vàng, trong đó có một cái cơn thì em sẽ lên cơn rất đẹp nhé. Trước khi vào kênh, bác để like xe nhỏ, giá tốt. Đây là mã số 01 này, thì số lượng em về rất lớn nên rất nhanh. Đây là cây rôn đất của Đức thập kỷ 1950, size 135. Đấy là cái xanh càng nhé, còn xanh ngang nó xanh bao nhiêu, xanh ngang cũng thế. Đây bắt nâu trà nhạt nhé, nâu trà nhạt ấy là sở thích và cá tính của em thôi ạ. Và Rôn tóc của Đức Quốc xã thập kỷ 1950, hàng chuẩn đau nhất nhé. Và bác nào ở Hà Nội, Hà Nội có địa chỉ cho em xem kính của đồ cổ xưa, đồ lính Mỹ, bác ở tỉnh xa hết sức tâm, bằng phương tiện bưu điện ô tô máy tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất em được tiện đó. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Và luôn đất 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 của xã xưa. Cầu giữa này nó có 1 trên 10, 12 ca. Càng trái là 135 Rôn Tốc Casto. Tất cả thông tin về kính em đều ghi bên giấy video kèm theo địa chỉ lâu năm nhé. Cái ven thay rồi, còn lại là zin hết nhé. Và cầu giữa đây em vừa nói là 1 trên 10, 12 ca ghép. Thông tin về kính em luôn luôn ghi bên giấy video rất cẩn thận nhé. Càng trái 135 Rôn Tốc Casto, rất rõ ràng. Đấy. Cái dòng này bác mua về sau có tuột hay mất cận thị, lão thị viễn thị rất ok. Một cái kính giải quyết nhiều tính năng, mà quan trọng giá thành hợp tình hợp lý phía. Để trên các bác của em hơn 25 năm qua bán tại nhà được trường trinh, thì em bên luôn luôn đưa ra chính sách giá tốt, giá hợp tình hợp lý hợp lý, với phương châm giao lưu vui là chính, ok chỉ thiếu. Và cái kính này có giá là 4 triệu 3, còn là 4.300k, giá là 4 triệu 3, gọi là 4.300k. Về hình thức của bán, bác là chuyển khoản thì bao ship, ship code hay gọi là ship code, gọi là giao hàng thu tiền ấy, thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200k tùy giá trị kính. Về thời gian gửi hàng từ 1 đến 2 ngày, chặn 3 4 ngày. Thời gian bán hàng từ 8 giờ sáng cho đến 2 3 giờ. Và từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần, không nghỉ nào kể là ngày lễ. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng liên suất quá thời hạn thẩm định định giá được cổ xưa. Bác điện thoại trước là em muốn kết nối từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, lắng nghe thấu hiểu cố vấn chuyên sâu tất cả về kính cổ đồ cổ. Đó là cái giá trị lớn nhất của bán xuất đồ cổ xưa lâu năm, có thương uy tín hơn 25 năm qua. Một địa chỉ, một số điện thoại, tôn đôn gắn liền trên tường, ghim trên tường, dễ nhìn, dễ tìm, dễ thấy. Và đã xong mã số 01 nhé. Bây giờ em sang chuyển sang mã số 02 xem là cái gì đây. Hay về toàn cây rất là xuất sắc luôn đấy. Và hầu hết là không điểm trừ gì ạ. Đây là cây Anga Sống Châu của Anh Quốc xưa thập kỷ 1950 nhé. Cái này size 40 rất thoải mái, size 40 còn size 3, tương đương size 45. Anga Sông Châu, nếu nhìn từ xa thì các bác có thể lầm tưởng là số lách Sông Châu. Nhưng không phải, đây là Anga Sông Châu của Anh Quốc thập kỷ 1950. Tất cả phiên kính đều ngoái cổ, lóc cổ, ngoái đầu, lóc đầu để luôn minh chứng rằng đeo kính độ trên mặt. Đấy. Anga Sông Châu rất mới, rất đẹp, xuất sắc nhé. Và nguyên zin, tất cả là nguyên zin. Đấy. Cái ven thay rồi, còn lại zin hết nhé. À, cầu giữa nó có chiếc Anga 20K ghép. Đó, rất rõ ràng. Đấy, bộc vàng sáng gương. Tiếp theo thì là cái bên trái là frame Marie Eastling. Truy về. Đó, càng phải là Anga 12K ghép. Xuất sắc nhé. Và đây là mã số 02 nhé. Anga Sống Châu của Anh Quốc xưa thập kỷ 1950, hàng chuẩn đau nhất nhé. Bên đây từ xưa bán thương hiệu nổi tiếng là chuẩn đoán rất là Anh nước Pháp Mỹ nhé. Đó. Anga Sông Châu bản rất rất mới, rất đẹp, còn rất sắc, không có một tí vết gì ạ. Và cái kính này có giá là 7 triệu rưỡi nhé, hoặc là 7.500k, giá là 7 triệu rưỡi hoặc là 7.500k. Các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm, còn có thương hiệu như bên này, kể cả ra nước ngoài cũng thế. Vì sao? Bởi vì cái này rất nhiều tượng nó hay thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing xem để like để view. Mới là 1 năm, 2 năm, 3 năm mà đã 10.000, 20.000, thậm chí 30.000 đăng ký kênh. Bên kênh YouTube em triển khai 8 năm, bán tại nhà đường chương 25 năm mà chỉ hơn 3.000 đăng ký kênh, vì bên em là các hiệu sự sự dạng tự nhiên nên phát chân tình, chân thật, chân thành và rõ ràng nhất. Đúng không ạ? Từ quy trình, về hình thức, về thời gian luôn luôn công khai minh bạch và luôn luôn nói trên video để đảm bảo quyền lợi pháp nhân pháp lý tất cả các bác. Em khuyến cáo mua bán thì nên mục sở tại nhà. Và đã xong mã số 02 nhé. Giá 7 triệu rưỡi. Và mã cuối cùng đây là con cơn một đầu chữ nhỏ, rất xuất sắc mới luôn. Con này đủ con play luôn. Đấy, con này thì đủ con play rồi. Đấy.
Con này sai năm 2 chiều ngang 13,8, tất cả cơn vực đầu đầu chỗ nhỏ hoặc là cơn chân to đầy đầu thì nó duy nhất một sai, đó là sai năm 2 chiều ngang 13,8 nhé. Đấy, phải lưu vấn đề đấy. Không nhiều bác bảo anh muốn mua cái sai to 57 của đầy đầu chỗ nhỏ thì không là có đâu ạ. Vâng. Thì đừng lầm tưởng, chính vì thế nhiều bác cũng bị rơi vào cái tình trạng là những đối tượng xấu nó lợi dụng vấn đề đấy, xong nó bắt đặt cọc mấy triệu xong nó biến mất tăm hơi. Có bác thì mất 8 triệu, có bác thì mất 10 triệu, có bác mất 15 triệu. Thì lưu ý cái vấn đề này là em chia sẻ rất là rõ ràng từ rất nhiều cái video trong những năm qua rồi, là cơ động chút nhỏ duy nhất một sai là sai năm 2 chiều ngang 3,8. Xuất sắc. Mà con này có một điểm trừ thì lát nữa em sẽ nói, và nó cũng nói luôn vào ngay cho nóng, nổi lâu nó nguội lạnh, đó là bên gối trái 1 2 3 3 chấm kim. Thế thôi, ba cái chấm kim ở cái gối trái này rất nhỏ li ti đấy, nhìn kỹ phát hiện ba chấm kim, đây là em chỉ cái điểm trừ nhất. Còn lại con kính này thì nó xuất sắc luôn, trong tình trạng xuất văn sắc, không có một cái vết gì cả, duy nhất bên gối trái này chỉ có 1 2 3 chấm kim. Thế thôi, đó là cái điểm trừ duy nhất của cái kính này. Còn ngoài ra là ô văn kê hết, xuất văn sắc hết, và trong tình trạng new luôn đấy, trong tình trạng gần như new luôn đấy. Bọc vàng sáng gương có nhìn ra rất mới, rất đẹp nhá, và thành vách sắc nét đẹp, chuôi ve còn sáng trưng tổ quốc luôn. Và đấy, duy nhất đấy ở bên cái gối trái thì em đã nói rồi, đấy là điểm trừ. Thế còn lại cây này thì nó là xuất sắc rồi, không còn điều gì. Bởi vì tất cả chuôi ve còn sáng trưng tổ quốc, mới cắm cựa luôn, và đấy nó chỉ có một vết nhỏ thì em đã nói ngay lúc đầu tiên rồi. Chính vì thế đấy là cái điểm trừ duy nhất, cho nên là giá bị trượt giá rất nhiều, chứ không nếu mà cây này thì phải ba mấy triệu cơ, nhưng mà vì nó bị vết đấy nên là phải dưới 30 triệu, và giá thì lúc nào cũng là êm ấm rồi. Trước tiên đi vào giá thì em sẽ phải nói bên trong như nào đó. Bên trong bao giờ đấy là AU 1 trên 10 12 cái ghép đấy nhé, còn ve sáng trưng tổ quốc luôn đấy. Hai càng các đầu chiều là Amme thì cái nó cái cổ 1 trên 10 12 5 1 phần 2 gạch chéo nhé, gạch ngang là chữ thập phân, cái này gạch chéo nhé, và sáng sủa luôn nhé. Bên này cũng thế này, đảo chiều nhau này. Đấy. Đảo chiều nhau nhé, đấy. Rất là rõ ràng. Đấy. Chuôi còn sáng trưng tổ quốc nhé. Đấy. Độ mới rất là cao luôn. Chỉ duy nhất là cái điểm trừ thế, đâm ra là nó bị trượt giá. Vâng, giá giao lưu vui là chính, nó đôi khi thiếu là 28 triệu 600 nghìn, gọi là 28.600k. Giá là 28 triệu 600 nghìn, gọi là 28.600k. Và đấy, rất là rẻ, êm ấm ạ. Vâng, đầy đủ complete phụ kiện luôn đấy, giá 28 triệu 600 nhá. Các bác mua đâu mua, nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu như bên này. Một địa chỉ, một số điện thoại, địa chỉ và số điện thoại gắn liền kim tường, dễ nhìn dễ tìm thấy. 25 năm qua đã khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu, đi thẩm định định giá trong nước ngoài nước rồi. Thì bác mua kính của đồ cổ nên chọn người con trai am hiểu về kính cổ và đồ cổ xưa, chẳng hạn đồ gốm sứ, đồ đồng đúng không ạ, hay đèn dầu cổ, đồng hồ vai bò ô đô, xe đạp cổ, xe máy cổ, chẳng hạn xe đạp cổ như là Peugeot đúng không ạ, Maxxer hay SK và nhiều dòng xe khác nữa, đấy là ví dụ nôm na thế thôi. Còn xe máy cổ như là Moto Bican, Moto Bullet đúng không ạ, rồi rất nhiều dòng xe máy cổ khác, Harley Davidson các thứ rất nhiều. Thì đây nói nôm na ví dụ đấy, thì tức là cái món gì em đã chơi, kể cả cái dòng xe Citica gọi là ba, Việt Nam mình hay gọi là ba càng đấy, cái dòng đấy em đã từng chơi qua rồi. Em nhớ ngày xưa là cách đây mười mấy năm, nó bỏ ra 50 triệu mua quả chip để ca chơi, cũng chơi sau thời gian là cũng chán là bán đi đấy, vì con chật quá để ở ngõ vương vướng người đi lại, nên là hồi em nhiều người hay kêu ca em bán đi vì chip để ca nó chiếm diện tích quá đó. Thế này thì đấy là một cái chia sẻ là đã từng gì, đã từng trải trải qua chơi xe máy cổ thì lại chơi đấy, rồi là motor bican các thứ là cũng trải qua. Nói chung là nhà mình chật, mình không không chơi được cái nhiều cái dòng xe máy, xe đạp thì cũng chơi con cả cá vàng, cũng chơi mấy con rồi đấy. Cho nên là đây là em SK cũng đã chơi qua rồi. Nói chung là những cái gì em trải qua thì em sẽ tư vấn cố vấn cho bác nào thích chơi đồ cổ gì thì là mua ở đâu như nào, để em sẽ tư vấn sát sao vấn đề đấy. Nhưng mà quan trọng là em, một là đến tại nhà bác, các bác hay là nhà em thôi, chứ còn về vấn đề thẩm định giá thì em không qua hình ảnh video đâu. Bởi vì qua hình video rất nhiều đối tượng nó sẽ lợi dụng vấn đề này, nó bắt đầu nó gửi ảnh, gửi link video, có thằng nó quái còn gửi link video, đó là chèn mã độc mà, rồi thậm chí gửi tin nhắn nữa cơ, gửi tin nhắn xong nó chèn link mã độc, em thì nhìn lướt qua biết ngay. Nhưng để tránh mất thời gian thì em sẽ không đấy, không ngay đầu luôn, và em sẽ xóa ngay tin nhắn hay cái đấy luôn, thì tránh mất thời gian vì em rất là bận. Ngoài công việc về kính của đồ cổ thì em làm thiết bị y tế và dược cũng rất là bận, cho nên là em phải mọi thứ là phải tranh thủ ăn, tranh thủ ngủ khẩn trương
Cho nên là khi mà lên video hay là vấn đề thẩm định giá là trực tiếp đảm bảo pháp nhân pháp lý, đảm bảo khách quan tất cả đôi bên. Đấy là nguyên tắc bên em từ xưa nay rồi. Đấy, bên em lúc nào cũng thế là luôn luôn là nổ thẳng nổ thật luôn. Tại tại sao là em dám nói lên vấn đề nhạy cảm mặt trái xã hội như là cái bọn lan đột biến, ví dụ nhé, em từng nói bác là theo dõi video mới nằm phía trước đúng không, bạch cọc đường này, hay là bọn điện thoại mạo danh nạc danh này, điện thoại đánh máy cầu cước này, bọn đa cấp trá hình như là sàn vàng mô hình nhị phân này, đa cấp thực phẩm chức năng, đa cấp vườn và các nhà thuốc ở Hàn Quốc này, thì em cũng nói lên đúng không. Đấy, bên em rất là khác người ở chỗ đấy, chứ còn nhiều các bên là họ chỉ tập trung vào việc bán hàng làm sao deal được rất nhiều khách hàng. Như bên em ở đây là mang tính chất là chia sẻ thôi, còn thật sự là cái nghề thiết bị tế bây giờ các em cũng rất là bận rồi, còn cái này là đam mê đấy, nó là đam mê là theo đuổi hai đến đến tính bây giờ là 25 năm đấy. Tại sao em khuyến cáo là không nên mua con gái, vì sao? Bởi vì là cái thời điểm đấy em bắt đầu chơi cái cổ đồ cổ mà cũng rất nhiều cái chị em phụ nữ ở Hà Nội có, Sài Gòn có, các tỉnh có cũng đi buôn kính cổ đồ cổ, nhưng mà em chỉ chế được có người thì vài tháng, người vài năm, sau đó chuyển sang bất động sản để bán quần áo, rồi có người thì là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, đầu tiên là hữu hạn vì sau là hết hạn. Cho nên cái này là chia sẻ rất thật luôn, bởi vì là cái gì mình đã chứng kiến qua rồi. Các bác biết, các bác là biết được những người mà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn này, trong làm ăn được thì không sao, mà không ăn được thì chuyển sang hết hạn, đúng không ạ? Cái này là chia sẻ thật luôn đấy. Và cái kính là 28 triệu 600 nhé, cơn một đồng chú nhỏ mới tinh xuất sắc thập kỷ 50-60 nhé, trong tình trạng new đấy, và những cái vết, những cái lỗi ở bên góc càng trái cái chấm kim thì em đã chia sẻ một cách rất rõ ràng và tận tình rồi đấy, và chính vì thế nó bị thế này nó mới rẻ. Thế các bác đừng nhìn vào cái lượng đăng ký kênh hay theo dõi trang, theo dõi trang của những cái trang thương mại từ hay trang mạng xã hội ảo lắm, bởi vì nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo chỉ trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm mà đã 10.000, 20.000, 30.000 đăng ký kênh. Kênh YouTube em triển khai 8 năm, bán tại hành trình 25 năm mà chỉ hơn 3 đăng ký kênh. Cái này em cũng không phải chia sẻ nhiều nữa, nhưng mà để các bác biết làm sao nắm bắt được, chứ không phải là ngay cả những bộ nó bán đây cái kính cơn này giá là 28 triệu 600 thì hỏi có anh mua phải con kính cơn đi như thế này mà mua giá 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu, làm gì có giá đâu. Tất cả kính cơn nó cùng một đời, cùng một thập niên, cùng một năm, cùng một đời, ví dụ cùng một đời chứ nhỏ nhé, thì nó chênh nhau nó về giá, nó chỉ nó cùng độ mới với nhau, nó chênh nhau chỉ 500, 1 triệu đến 1,5 triệu là cùng. Không có chuyện nào mà chênh nhau đến mười mấy triệu cả, em dám khẳng định điều đó luôn, kể cả trong nước hay ngoài nước thế thôi đấy. Nên lưu vấn đề lưu ý, rất nhiều bác sẽ soi về giá, nên do khi soi về giá thì nó sẽ rất khó mà mua bán đấy. Mà quan trọng là mình tìm đến những người kinh nghiệm am hiểu về kính của đồ cổ thì ok. Tại sao em mà nói được cái này về cái tài khoản ngân hàng, phải tìm đến những người nhân viên ngân hàng hoặc là người rất am hiểu về công nghệ thông tin, rất giỏi về mạng, thì người ta sẽ tư vấn cố vấn cho mình làm sao không bị hack tài khoản, đánh cắp tài khoản dữ liệu, hay là thẻ định danh. Thế tại sao em khuyên ra công an xã con phường không nên tự làm, bởi vì tự làm nó sẽ bị sai số, chưa kể đến vấn đề là những đối tượng xấu nó gửi cái tin nhắn, nó chèn cái mã link mã độc rất giống hệt với cái mã của bên bởi vì khi là VNDEX nhé, VNDEX là cái tin nhắn và nhà mạng của bên bộ công an gửi để làm thẻ định danh ấy, thì có rất nhiều đối tượng xấu nó sẽ gửi cái tin nhắn gần giống hệt như thế. Nếu như người về am hiểu về công nghệ thông tin, giỏi về mạng, người ta nhìn phát biết ngay, nhưng mà có người các bác nó ít khi tiếp xúc với công nghệ tính, tiếp xúc với mạng thì không hiểu được, kích vào là thôi nó xâm nhập vào ngay. Nên tại sao em là tìm đến những người có kinh nghiệm đúng không, mình kính đồ cổ, còn về mạng thì cũng phải tìm đến những người có kinh nghiệm, hoặc nếu ra gặp trực tiếp nhân viên văn phòng chi nhánh đại diện, ví dụ như Viettel, Mobifone, Vina, ngân hàng thì các ngân hàng nó đều có nhân viên nó họ trực tổng đài 24/24 đấy, hoặc nếu mình không ra trực tiếp các quầy của các chi nhánh ngân hàng, họ làm việc thứ hai đến thứ bảy cơ mà đấy. Cho còn nếu một thẻ định danh thì có như công an xã công an phường thì làm 24/24 rồi. Đây là góc độ chia sẻ nhé, để các bác nắm bắt được, như nhiều bác là lắm lúc cũng bác cũng mông lung, vì em có những bác đến nhà em mà anh vẫn chưa làm thẻ định danh, về rồi là anh làm thấy nó khó thế nào. Em mà không có gì khó cả, mình cứ ra ngoài công an phường, công an xã họ hướng dẫn là làm được hết, chứ đừng tự làm, nó nhiều khi nó sai số đấy, bởi vì nó liên quan đến công nghệ, vì các bác lớn tuổi rồi nó không thể nào mà nhanh được trẻ như bọn em được đấy. Ngay cả bọn em là lúc em phải ra ngoài em hỏi vì để cho nó chắc ăn, mặc dù là mình làm nó cũng được, nhưng mà bởi vì những cái công nghệ đấy đôi khi nó đã thay đổi cái gì đấy thì sao đấy, đấy là kinh nghiệm thôi. Và một lần nữa rất cảm ơn các bác đã xem video, xin chào và cảm ơn các bác.